Quay em mấy gì con? Cái máy quay, mấy người của anh chồng mà. Bây giờ là quay bé mặt hết thôi. Bây giờ là mặt đỏ lên rồi. Mày quay cái này nó sao đám quá đủ gì mà có lên nghe mày. Không biết công dụng lại gì. Cái này là cũng cho nó tăng nó không có không. Cái này là cân bằng dinh dưỡng. Cân bằng dinh dưỡng vitamin dưỡng. Cái này là cân bằng dinh dưỡng chứ không phải là dưỡng mà là bữa ăn hàng ngày cân bằng dinh dưỡng. Anh ngon, anh ngủ ngon là khỏi khỏi uống thuốc, anh được ngủ được là tin nè. Đang quay phim mình uống nhiều nhiều đi. Đang quay phim mình uống nhiều nhiều. Chú với cậu Hiệp là uống hết cái ly rồi. Ghế nó nghiên cứu cái đồ quay phim rồi để ghế.